Chủ nhân của chú chó này là một người đàn ông vô cùng giàu có. Mấy ngày trước lúc ông tỷ phú đang ăn khoai tây chiên thì không may nuốt phải viên kim cương to như quả trứng. Thế là ông ấy lăn ra hẹo luôn tại chỗ. Vì không có con hay người thân nên gia tài đồ sộ trị giá 300 tỷ đô la cùng với vô số bất động sản đều được chú chó cưng của ông thừa kế. Bạn đã tưởng tượng được cuộc sống sang chảnh của chú chó này hay chưa? Nó được sống trong biệt thự vô cùng rộng lớn với đầy đủ tiện nghi. Ngày ăn 3 bữa đầy đủ và được con người cơm bưng nước rót tận miệng. Nếu chán xem sách rồi thì nó có thể chạy ra bên ngoài chơi. Thậm chí chú chó này còn kết hôn với một em chó chân dài tới nách giàu có khác. Đây đích thị là đỉnh cao của cuộc sống chó. Xưa nay các cụ ta có câu giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh. Đương nhiên sẽ có rất nhiều người cảm thấy ghen tị với chú chó đại gia kia rồi. Và anh chàng này cũng vậy. Anh ấy tên là Rahim, con trai ruột của nhà giàu bị lưu lạc. Ngày hôm đó anh đang lục lọi tủ đồ của mẹ thì tình cờ tìm thấy một mặt dây chuyền. Cầm nó lên rồi mở ra xem, bên trong là hình ảnh của mẹ và một người đàn ông. Anh chàng Rahim cảm thấy vô cùng choáng váng. Hóa ra bố anh ấy là một người vô cùng giàu có. Rahim đang vô cùng vui sướng, thậm chí là rất phấn khích khi nghĩ về cuộc sống vương giả sắp tới. Anh chàng vô tình ngồi đè lên cái điều khiển từ xa, TV liền phát tin tức về cái chip của bố anh đang được lan truyền. Hôm nay tỷ phú đã qua đời, thôi tiêu rồi, anh ấy vừa mới nhận ra mình có bố mà, sao bây giờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này cơ chứ? Rahim buồn bã mặt mếu như sắp khóc đến nơi rồi, nhưng thằng bạn bên cạnh lại bảo tại sao mày phải buồn cơ chứ? Anh chàng nghĩ một lúc rồi bất ngờ cười như được mùa, phát tài rồi ha ha ha, người bố giàu có của Rahim đã chết vậy thì anh ấy sẽ được kế thừa toàn bộ sản nghiệp. Anh chàng hớn hở đóng gói hành lý rồi lên đường đi tới dinh thự xa hoa, Rahim định sẽ tiễn đưa ông bố rơi rớt nốt những chặng đường cuối của cuộc đời. Việc tìm kiếm nhà của ông ấy rất dễ dàng bởi vì nó nằm trong khu công viên rừng nổi tiếng. Có điều nhà rộng quá nên anh phải di chuyển 20 km mới đi từ cổng vào đến phòng khách. Bên trong đám tang của vị tỷ phú đang được diễn ra, Rahim đau khổ nhìn vào bức ảnh chân dung của cha mình, sau đó ôm mặt khóc lóc thảm thiết không hề giả chân một tí nào. Cha ơi, sao cha lại bỏ con mà đi, hu hu hu. Sau khi đám tang kết thúc, luật sư đã đón tiếp Rahim tại phòng làm việc. Anh chàng muốn chứng minh thân phận của mình nên đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, không chỉ lấy ra các mặt dây chuyền mà còn đem theo cả album ảnh gia đình. Tất cả chúng được dùng làm bằng chứng. Thậm chí Rahim còn cẩn thận cung cấp cả mẫu máu nữa, như vậy thì có thể chứng minh bằng khoa học rồi. Luật sư bày tỏ sự tiếc nuối, mặc dù ông ấy tin vào thân phận của Rahim nhưng chuyện thừa kế thì đã được định đoạt rồi. Nam chính nghe xong liền đứng hình ngay tại chỗ, anh tức giận đạp tung cửa phòng của kẻ được hưởng gia sản. Cái thằng cờ hó kia, sao mày dám cướp quyền thừa kế của tao hả? Mày sống vậy xứng đáng làm con chó chứ không phải là con người nữa. Đúng lúc này thì cái ghế quay chậm chậm lại. Rahim liền ngớ hết người, khi đó là một con chó đúng nghĩa đen. Ông luật sư bảo nó chính là người được thừa kế gia sản của cha anh. Nhưng cái thứ lắm lông kia đâu phải con người. Hóa ra vị tỷ phú đã mua cậu vàng từ tay lão Hạc ở làng Vũ Đại năm 1943. Vì quá thương xót cho số phận hẩm hiu của nó nên sau khi qua đời ông đã để lại tất cả tài sản cho chú chó cưng này. Vậy là cậu vàng từ nay đã trở thành chủ nhân hợp pháp của 300 tỷ đô la. Anh chàng Rahim nghe xong chỉ còn biết lăn lộn trong sự tức giận. Anh không cam tâm và muốn tìm cách để lấy lại số tài sản kia. Thế là Rahim và người bạn thân liền tìm đến chỗ ông luật sư mùng lông giống lão sếp của tôi. Ngài luật sư thân mến, trước khi cha tôi đăng xuất tôi chưa báo hiếu với cha mình, bây giờ ông ấy đã ra đi và để chú chó đáng yêu này lại. Tôi thực sự rất muốn chăm sóc cậu vàng để tận hiếu với người cha của mình. Luật sư nghe xong cảm động rơi cả nước mắt, cậu đúng là một đứa con có hiếu. Bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công mỹ mãn, cả hai cùng nhìn vào chú chó ở bên cạnh với ánh mắt thù địch. Cẩn thận thành cầy tơ 7 món nha con. Sau đó họ lấy ra một cuốn sách, trên đó viết 500 cách cheat bất đắc kỳ tử. Để chiếm đoạt gia sản 300 tỷ đô la kia, hai người họ đã lên kế hoạch thủ tiêu cậu vàng. Bí quyết đầu tiên là dùng điện. Hai thanh niên hớn hở dùng kìm cắt dây khiến cho tủ lạnh bị rò rỉ điện ra bên ngoài. Ngay khi đến giờ uống trà chiều, cậu vàng giàu có sang chảnh liền thong thả về phía tủ lạnh. Nhưng không ngờ rằng con cờ hó này rất thông minh. Nó thấy công tắc có gì đó sai sai nên giơ chân ấn xuống ngắt nguồn điện. Sau đó nhẹ nhàng mở tủ lạnh ra lấy thức ăn rồi quay mông bỏ đi. Hai thanh niên hóng bên ngoài chỉ biết đứng hình, chuyện quần què gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ công tắc bị hỏng rồi sao? Người bạn không tin nên chọc tay vào sờ thử. Đúng lúc đó cậu vàng đưa chân bấm công tắc. Kết quả hai thanh niên bị điện giật cho tê hết cả người, xém xuống suối vàng đoàn tụ với ông bố tỷ phú luôn. Đúng là người tính không bằng chó tính mà. Thất bại là mẹ của thành công. Họ lại bắt đầu kế hoạch tiếp theo bằng cách đưa một chú chó dễ thương đến. Cả hai dự định sử dụng mỹ cầu kế để dụ dỗ cậu vàng. Quả nhiên là chú chó này đã động lòng rồi. Nó vui vẻ theo chân cô chó đi vào trong rừng. Rahim và người bạn định tìm một cơ hội thích hợp để ra tay. Nhưng lúc hai người đi qua cây cầu gỗ thì nam chính không may bị trượt chân rồi ngã cắm đầu xuống gốc cây. Thế là kế hoạch của bọn họ lại thất bại một lần nữa. Chẳng lẽ cái con lắm lông kia được bề trên che chở? Rahim không tin vào chuyện ma quỷ.
Nửa đêm anh ấy lẻn vào phòng của cậu vàng rồi bịt mắt nó lại, sau đó đánh ít thuốc mê ngủ cho ngon giấc. Rahim đưa cậu vàng lên nóc nhà và muốn nó sẽ chết vì ngã, nhưng không ngờ chú chó này đúng là quá may mắn. Nó bước về phía trước thì bên dưới đang có một biển quảng cáo được nâng lên. Thậm chí những chiếc xe khách và xe tải cũng xếp thành hàng để cho đi qua. Cứ như vậy cậu vàng thuận lợi bước xuống đường mà không gặp phải chuyện gì cả. Điều này khiến cho hai thanh niên ngây người ra đó. Thằng bạn cay quá vô tình đánh Rahim một cái làm anh chàng ngã lộn cổ xuống thùng sơn. May là cũng có quý nhân phù hộ nên chưa hẹo sớm. Không dùng được cách này thì ta lại bày cách khác. Rahim định hạ độc trong bữa ăn của cậu vàng. Anh ấy muốn cho con cờ hó này hít mùi đất lắm rồi, nhưng không ngờ chú chó lại ngửi được mùi kỳ lạ. Nó liền dùng tay đẩy ra xa rồi bỏ đi. Ông luật sư vừa mới ngủ dậy thấy tô sữa thơm ngon liền uống hết. Kết quả dính độc co giật liên tục trên bàn xém đi Tây Trúc thỉnh kinh luôn. Không còn cách nào khác, Rahim đành phải sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng. Anh ta dắt cậu vàng đến hồ băng, sau đó anh ném bóng đi ra xa, chú chó liền chạy theo để nhặt bóng. Nhân cơ hội đó, Rahim đạp mạnh chân xuống phía dưới, vết nứt của tảng băng bắt đầu lan ra và không ngừng hướng về phía của chú chó. Khuôn mặt của Rahim lúc này tràn đầy sự phấn khích. Anh ta sắp được thừa hưởng khối tài sản kết xù rồi, nhưng đúng lúc đó có hai người đàn ông bí ẩn ở trên bờ làm điều tương tự như hành động của Rahim, khiến nam chính bất ngờ rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi lông nách. Cậu vàng thấy vậy không ngại nguy hiểm liền quay xe lao tới cứu Rahim một mạng. Tuy nhiên bản thân nó thì bị rơi xuống sông băng. Rahim chẳng thể ngờ rằng mình suốt ngày muốn ra tay hãm hại chú chó này, nhưng nó lại coi anh như ruột thịt trong nhà. Nam chính bất lực ngồi khóc tu tu. May mắn thay cậu vàng, phước lớn mạng lớn đã thoát khỏi sông băng một cách ngoạn mục. Sau khi được cậu vàng cứu mạng, Rahim cảm thấy cắn rứt lương tâm. Vì vậy anh quyết định không tranh đoạt gia tài nữa mà đóng gói đồ đạc rời đi. Tao về quê nuôi rau và trồng thêm cá đây, mày ở lại mạnh khỏe nhé. Tuy nhiên không chỉ có Rahim muốn chiếm đoạt tài sản 300 tỷ đô kia, mà còn rất nhiều kẻ thèm khát khác. Trong đó có hai người cháu của vị tỷ phú, bọn chúng từng làm cổ đông trong một công ty nhỏ do Aran điều hành. Nhưng vì phong bạt gửi tiền cứu trợ có 1.000 đồng mà khai thành 10 tỷ đồng nên đã bị tống vào tù. Trong phòng giam chúng biết tin chú của mình đã hẹo. Vì vậy nổi dã tâm muốn chiếm đoạt tài sản, tối hôm đó bọn chúng bí mật cắt hàng rào thép gai để chạy trốn. Hai thằng tính chim én bằng đường xe lửa, Johnny nhảy được lên toa tàu nhưng dây giày của Aran lại bị tuột. Anh ơi đợi em một xíu nhé. Thế là Aran kéo luôn thằng anh ngã sấp mặt xuống đất và bị bắt tại trận. Bọn chúng nhận xương xương thêm hai quyển lịch nữa để bóc chơi, nhưng hai anh em nhà này cũng vô cùng độc ác. Chúng thẳng tay tấn công quản giáo, kiên trì vượt ngục 18 lần cuối cùng cũng thoát khỏi nhà tù. Hai thằng đem theo cả luật sư đến nhà vị tỷ phú quá cố. Sau đó mặt dày đâm đơn kiện cậu vàng. Hóa ra là trong di chúc của vị tỷ phú thì ông ấy nói rằng sẽ để lại khối tài sản lớn cho cậu vàng. Nhưng vừa hay công ty của hai anh em lại có tên là công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí cậu vàng. Vì vậy Johnny tuyên bố tài sản thừa kế được để lại cho bọn chúng chứ không phải là con chó kia. Cuối cùng thì hai anh em bọn khốn nạn này đã thắng kiện. Cứ như vậy cậu vàng và vị luật sư bị đuổi ra khỏi căn biệt thự. Một người một con chó sống trên đường phố trông thật là đáng thương. Chẳng lẽ ngày tháng sung sướng đến đây là hết ư? Ngay lúc này Rahim xuất hiện vô cùng ngầu lòi. Anh đến đây để giúp đỡ hai người họ. Hóa ra anh ấy đã biết chuyện này thông qua việc đọc báo, nên giờ Rahim trở lại để đòi lại công bằng cho họ và trả nợ ân tình cho cậu vàng tốt bụng. Đương nhiên trong đầu anh sớm đã lên một kế hoạch vô cùng cẩn thận. Bước đầu tiên là đột nhập vào hang ổ của kẻ thù. Những kẻ ăn cướp trắng trợn tài sản của người khác đang thong dong tận hưởng, đột nhiên cậu vàng xuất hiện ngồi giữa đường chặn xe bọn chúng lại. Hai anh em liền xuống xe cười đều chú chó. Sao nào con cờ hó kia, một thân một mình mà muốn đối đầu với bọn tao hay sao? Nói rồi bọn chúng định lái xe tông thẳng vào cậu vàng. Nhưng điều mà chúng không ngờ là chú chó này vô cùng thông minh, nó gọi đến 500 anh em xã đoàn từ trong rừng bước ra. Những ánh mắt đằng đằng sát khí khiến hai anh em sợ đái cả da quần, kiểu này bị chó cắn tan xương nát thịt rồi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đúng lúc này từ trên cao Rahim bay xuống như một vị thần, nhưng anh ấy lại ám hiệu cho những chú chó tấn công hai tên đốn mặt này. Sau đó anh giả vờ chiến đấu và giành chiến thắng. Hóa ra đây là kế hoạch của Rahim, anh muốn trở thành ân nhân và giành được sự tin tưởng của hai tên xấu xa này. Quả nhiên bọn chúng đã thuê Rahim về làm thuê cho mình luôn. Trong lúc massage tẩm quất, anh phát hiện ra hai thằng cờ hó nhà này rất mê gái đẹp. Chỉ là gu của chúng có vẻ không giống nhau cho lắm. Johnny thích kiểu phụ nữ truyền thống, còn thằng em thì thích mấy cô trông sành điệu. Thế là Rahim liền nảy ra một kế hoạch, anh đã tìm đến một diễn viên xinh đẹp tên là Nami và cô ấy sẽ xuất hiện trong chuyến du lịch của hai anh em. Sau đó kích đều khiến bọn chúng xảy ra mâu thuẫn, chẳng lẽ cậu lại để cho anh trai mình húp được em gái ngọt nước đó sao? Johnny này thằng em của anh đang tính mân mê chén cờ rớt của anh đó, bị bơm đều hai anh em bọn chúng tức tới nỗi muốn đánh nhau đến nơi rồi. Ai ngờ đúng lúc Johnny ra tay thì bài nhạc về tình thân vang lên, thế là hai anh em bọn chúng ôm nhau hòa giải trong nước mắt. Kế hoạch thất bại, Rahim đành phải thực hiện một kế hoạch khác.
Anh ấy đã phát hiện ra hai anh em nhà này rất sợ phim ma, thế là một kế hoạch mới lại nảy ra. Nam chính tìm đến vị luật sư và bảo ông hãy giả ma để hù bọn chúng. Tối hôm đó, hai anh em nhà này đang uống rượu rất vui vẻ. Đột nhiên họ nghe thấy những tiếng mắng mỏ truyền đến. Dưới hồ, ông luật sư chèo thuyền ngang qua rồi biến mất một cách kỳ lạ. Lúc này, Jahim chạy ra đổ thêm xăng vào lửa. Anh bảo rằng ông luật sư và cậu vàng đã bị xe tông chít từ mấy hôm trước. Chẳng lẽ họ hóa thành ma hiện về rồi sao? Nghe xong, hai anh em sợ đáy cả quần vội bỏ chạy. Bọn chúng trốn vào trong phòng không dám ra ngoài. Aran nghe thấy tiếng động lạ liền mở cửa ra kiểm tra. Trên trần nhà là cậu vàng đang treo lơ lửng. Ôi mẹ ơi, cứu con với! Trong phòng của người anh thì TV đột nhiên được bật lên. Chú chó với đôi mắt đỏ như quỷ từ từ tiến lại gần. Sau đó nó phi thẳng ra ngoài màn hình khiến Johnny mặt cắt không còn giọt máu bỏ chạy tụt quần. Cả đêm hai anh em bọn chúng không ngủ được phút nào. Ngày hôm sau, Jahim lại chơi bài bơm đều. Nam chính cầm bộ tóc giả đến gặp Johnny và bảo rằng chắc chắn Aran đang cố ý hù dọa anh. Mục đích là để chiếm đoạt hết gia tài này. Đương nhiên Jahim cũng chạy tới chỗ Aran kích động như vậy. Quả nhiên hai anh em bọn chúng bắt đầu lục đục nội bộ lao vào chửi nhau. Bao nhiêu chuyện xấu trên đời của mình chúng đều nói ra hết, thậm chí bao gồm cả việc mua chuộc quan chức để chiếm đoạt gia sản. Và cảnh tượng này đã được bạn của nam chính ghi lại bằng máy quay, nhưng thế méo nào anh ta lại trượt tay làm rơi đĩa ghi hình xuống sàn. Vậy là bằng chứng đã nằm trong tay của hai kẻ xấu xa. Thôi toang thật rồi ông giáo ạ. Đúng lúc quan trọng thì cậu vàng đột nhiên xuất hiện. Nó lao đến nhảy mất chiếc đĩa ghi hình rồi chim én khỏi hiện trường. Cuối phim, hai anh em xấu xa được tặng thêm 30 quyển lịch nữa vì tội vượt ngục mua chuộc và chiếm đoạt tài sản. Còn cậu vàng cùng Jahim thì sống sung sướng trong gia sản 300 tỷ đô, tương đương với 7.400.000 tỷ Việt Nam. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.